Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Công an thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ giao tiếp nhận, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe cho trên 127 công dân từ Lào trở về Việt Nam. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ đơn vị không quản khó khăn, vất vả, nỗ lực bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho người dân, yên tâm tham gia cách ly theo đúng thời gian quy định. Sau đây là ghi nhận, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tối ngày 1 tháng 4, khu cách ly tập trung tại xã Tà Lèng Cũ, thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận cách ly hơn 57 công dân trở về từ Lào. Theo thống kê, tại khu vực cách ly tập trung tại xã Tà Lèng Cũ đang được cách ly cho gần 127 trường hợp. Các trường hợp tiếp nhận cách ly được phổ biến, quy định, hướng dẫn khai báo y tế và được đảm bảo tốt về điều kiện vật chất, hậu cần. Các trường hợp cách ly có hộ khẩu thuộc 7 tỉnh trong cả nước, chủ yếu là người Nghệ An, Thanh Hóa và Điện Biên. Kiểm tra các yếu tố dịch tễ để phân loại cách ly, có một bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ và một phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh nở đã được ngay lập tức chuyển lên khu cách ly Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. Hàng ngày, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách ly phòng dịch, các y bác sĩ còn thăm khám, đánh giá tình hình chung của từng người từ vùng dịch về. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ quản lý khu vực cách ly chia sẻ, để bảo đảm cách ly an toàn cùng phối hợp chăm sóc sức khỏe ngày đêm, nhiệm vụ tuy có vất vả, song với nỗ lực của tất cả mọi người, đặc biệt là những người trong khu cách ly, họ hiểu được nỗi vất vả của đội ngũ y bác sĩ và những người phục vụ nên rất hợp tác. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thì chúng tôi đã chủ động tiến hành thành lập tổ khảo sát, kiểm tra lại tất cả các hệ thống, công trình, thiết bị, nơi ăn ở trong khu vực Ủy ban nhân dân xã Tà Lành Cũ. Do đó, khi xác định được những nội dung thì chúng tôi đã nhanh chóng quyết liệt và triển khai để bảo đảm tất cả những nội dung tốt nhất để đón tiếp công dân về khu vực cách ly tập trung. Có thể nói khi đón tiếp công dân về khu vực tập trung thì bà con đã nhận thức rõ ràng và hợp tác với lực lượng chức năng của chúng tôi thực hiện công tác và nhiệm vụ tại đây. Bà con cũng rất chia sẻ với những thái độ và trách nhiệm như là rất là đồng thuận. Cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng là mọi cái công tác bảo đảm, công tác chuẩn bị chúng ta đã đi đúng hướng, chúng tôi đã chuẩn bị đúng hướng. Nên là mọi cái biện pháp, mọi cái nội dung dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba bộ phận tại đây, đó là lực lượng quân sự, công an và y tế, thì chúng tôi đã nói rằng là bảo đảm rất là tốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối những cái nội dung theo cái hướng dẫn chỉ đạo cấp trên. Đối với ngược lại, đối với bà con được phục vụ tại vị trí này thì hoàn toàn an tâm công tác và tin tưởng vào cái hệ thống chính trị, hệ thống và chính quyền và lực lượng chức năng chuyên môn chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ở đây. Những ngày này, cùng với cả nước đang ra sức phòng chống dịch COVID-19, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, công tác tại khoa nội, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, được phân công thực hiện chăm sóc sức khỏe, tư vấn tuyên truyền, phòng chống dịch đối với công dân đang cách ly. Số công dân cách ly đông nên vất vả, áp lực, nhiệm vụ càng trở nên nặng nề. Song, tất cả mọi người trong tổ quản lý đã gác lại niềm vui riêng, những vướng bận gia đình cùng với tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phục vụ thì tổ y tế đã tổ chức đi đo thân nhiệt 2 lần trên ngày cho bà con và tổ chức khám sức khỏe, phân loại, đánh giá những bà con mà có nghi ngờ về yếu tố dịch tễ và tổ chức giải thích tuyên truyền cho bà con cách phòng chống, cách rửa tay sinh hoạt, cái rửa tay sát khuẩn tay nhanh và cách sinh hoạt sử dụng tế đảm bảo yếu tố là dịch tễ và thăm hỏi sức khỏe bà con những có những biểu hiện nghi ngờ. Thì hiện tại đến hôm nay là ngày thứ tư tại khu cách ly Tà Lèng thì qua quá trình kiểm tra y tế thì không có bà con ở khu cách ly thì không có biểu hiện ho sốt hay là những triệu chứng cúm của dịch COVID-19. Các y bác sĩ cùng cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thành phố phục vụ tại khu cách ly tập trung luôn tất bật với công việc tiếp nhận, hướng dẫn cách ly y tế và thăm khám sức khỏe cho công dân. Khi được cách ly, mọi người được sắp xếp nơi ăn, trốn ở, được thăm khám sức khỏe, tuyên truyền các kiến thức phòng chống dịch và được đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng theo chế độ đã quy định. Đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, chế biến sạch sẽ, đó chính là khâu quan trọng việc cách ly cho người dân trở về từ vùng dịch. Hiện nay, khu vực này khan hiếm về nguồn nước, chỉ đáp ứng được nhu cầu cần thiết nhất trong sinh hoạt.
nên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ là đơn vị chịu trách nhiệm công tác hậu cần cũng rất chú trọng đến nhiệm vụ này. Để chuẩn bị 3 bữa ăn với trên 200 suất mỗi ngày phục vụ cho người dân cách ly và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại đây, ngay từ sáng, các loại lương thực, thực phẩm đã được bộ phận phục vụ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố mua sắm đầy đủ. Thượng tá Lê Anh Đại, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cho biết, những người đang được cách ly tập trung tại đây đều được hưởng chế độ 80.000 đồng trên một ngày theo đúng quy định. Sự tận tình, chu đáo của các cán bộ y bác sĩ, chiến sĩ phục vụ đã giúp cho công dân đang thực hiện cách ly yên tâm về tư tưởng để thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Cái bảo đảm cái lương thực thực phẩm cho công dân khu cách ly thì ngày 31 tháng 3 là Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức tiến hành tiếp nhận 127 công dân về khu cách ly của thành phố. Thế thì đối với thành phố nó có cái đặc thù riêng, tại khu vực cách ly là chưa bảo đảm xây dựng được cái khu vực nấu ăn, thế cho nên là chúng tôi là tiến hành nấu ăn ở tại đơn vị, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Thì quá trình tổ chức thì cũng thành lập lên cái tổ nấu ăn và huy động thêm lực lượng dân quân thường trực để bảo đảm cho quá trình tổ chức phục vụ cho bà con. Thế cái lương thực thực phẩm thì chúng tôi theo thực đơn bảo đảm hàng ngày theo đúng cái tiêu chuẩn của quy định của nhà nước. Cái này là công dân đang ăn là 80.000 một ngày, bữa sáng ăn 16.000 và hai bữa trưa bữa chiều mỗi bữa 32.000. Trên cơ sở thực đơn đấy thì chúng tôi khai thác lương thực thực phẩm, bảo đảm cái đầu vào ấy, chất lượng, sau đó là đưa về chế biến tại đơn vị. Sau khi chế biến xong thì nhà thuê xe để vận chuyển cấp phát vào trong khu vực Tà Lèng cho bà con. Đến giờ phút này thì qua phản ánh lại của bà con, các công dân được cách ly tại khu vực Tà Lèng là bảo đảm rất là tốt, có cái lời cảm ơn đối với lực lượng quân đội cũng như là các cấp chính quyền đã tạo điều kiện quan tâm cho bà con trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly tại cái cơ sở cách ly tập trung của thành phố. 100% công dân khu cách ly tập trung Tà Lèng được đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày, được cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn. Đối với những người đang thực hiện việc cách ly, hầu hết mọi người đều đã tuân thủ những quy định về cách ly và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng trong công tác phòng dịch. Bên cạnh đó, họ cũng đã cảm nhận rõ về công tác phục vụ mà đơn vị đang thực hiện. Ông Trần Văn Trọng, công dân cách ly trở về từ Lào cho biết. Trước tiên là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Anh em từ Lào về đây, được nói chung là thấy anh em phục vụ đây là hết sức nhiệt tình. Và Nhà nước, Đảng đã lo cho chỗ ăn chỗ ngủ. Tôi vô tội, nói chung là rất cảm động và rất tự hào về nói chung Tổ quốc và đất nước Việt Nam của mình. Nói chung và thành phố Điện Biên nói riêng. Theo suy nghĩ cá nhân của mình thì ở đây là điều kiện rất tốt. Và các đồng chí biên phòng, rồi công an, rồi các ở đây là họ đều chú đáo với dân tình. Nói chung là bác sĩ ở đây thì cũng tốt, một ngày là đi kiểm tra 2 lần. Và cũng có thăm hỏi các anh em ở đây là tình hình có nóng sốt hay không. Thì tôi thấy nói chung mọi cái ở đây đều tốt cả. Tối ngày 31 tháng 3, chị Nguyễn Thị Thanh, quê tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhận được điện thoại từ người thân báo tin bố mất. Lúc này, chị đang được cách ly tập trung để phòng tránh dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung tại xã Tà Lèng cũ. Chị Thanh là lao động trở về từ Lào ngày 30 tháng 3. Chị đã trao đổi với cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly và cán bộ, chiến sĩ tại đây đã báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo về trường hợp đặc biệt này. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và đề phòng dịch lây lan ra cộng đồng, các cấp ngành liên quan đã không thể giải quyết cho chị Thanh về chịu tang bố trong thời gian cách ly. Ban quản lý khu cách ly đã giúp chị mua hương hoa, lập bàn thờ nhỏ để chị thắp nén hương tưởng nhớ cha. Đồng cảm với chị Thanh, nhiều người trong khu cách ly cũng đến thắp hương, động viên chị. Nhận được tin thì chú cháu rồi con gái buồn cũng khóc, rồi qua một ngày đến ngày mai thì các anh cũng biết đó, vì bây giờ đang là dịch cấm nên ủy ban xã là không cho để ở nhà với thời gian lâu nên không thể đợi được. Thì tất cả mọi người ở đây quan tâm và chú đáo đến như vậy
đã chuẩn bị cho em được mâm lễ này để cúng bố. Em rất là bất ngờ, điện về nói với mẹ, mẹ cũng bất ngờ. Mẹ bố như vậy là tốt rồi, thôi thì con không về được, nhưng mà cũng có làm ở đây thắp hương bố cũng là được rồi. Thì lúc làm, lúc mang đồ đến thì mọi người cũng chung tay giữa cái này, sau cái này quyết đoạn phụ với em. Đến lúc khi mà em thắp hương xong thì mọi người cũng vào mỗi người mỗi nén để chia buồn cùng với em. Chiều ngày 2 tháng 4, kiều bào nhập cảnh từ Lào về Việt Nam để cách ly theo dõi sức khỏe đã trao tặng gần 18 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ. Để chung tay cùng chính phủ phòng chống dịch COVID-19, đây là số tiền được 34 tiểu thương, người lao động từ Lào trở về nước thực hiện việc cách ly quyên góp ủng hộ. Qua đó thể hiện trách nhiệm, mong muốn được đóng góp một phần công sức cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng chống dịch COVID-19. Sự đóng góp ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Điện Biên Phủ được chuyển cho ngành y tế, lực lượng vũ trang để mua sắm trang thiết bị, chi phí cho công tác phòng chống dịch. Giữa lúc đất nước đang khó khăn, sự chung tay của các mọi người dân là hết sức quan trọng và ý nghĩa. Như đã biết thì đợt này thì dịch bệnh tràn lan khắp nơi và đang còn rất là khó kiểm soát. Thì bà con chúng tôi làm ăn ở bên Lào thì cũng là đợt này thì về quê hương để tránh dịch. Nhiều kiện rất là tốt, nơi ăn chỗ nở và vị trí cũng rất là tốt. Thì bà con rất là vui nhất và rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện hết cơ. Và qua đây thì chúng em cũng là bà con cũng có trao đổi với nhau. Nên đóng góp một cái phần sức lực nhỏ bé của mình cùng cộng đồng toàn xã hội và Đảng để đẩy lùi cái dịch bệnh lần này. Mong rằng đất nước sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh ngày gần nhất để cho bà con trở lại cái cuộc sống bình thường và chúng ta tiếp tục tăng gia sản xuất. Vâng, thì qua đây chúng tôi cũng được biết hôm qua có một trường hợp là có bốn người thân là mới mất. Thì ở đây thì ban lãnh đạo ở đây cũng tổ chức là đầy đủ lễ tang lễ vật và cái đồ để gia đình từ từ vọng ở đây. Thì anh em bà con ở đây cũng có tới động viên và chia sẻ chia buồn cùng gia đình. Trời đã khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch. Song tại khu cách ly y tế tập trung vẫn còn đó những con người đang thầm lặng hy sinh niềm vui riêng của mình để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo đời sống, hậu cần cho những công dân mới vừa được tiếp nhận cách ly. Với họ, niềm vui hơn cả là khi thấy những công dân hoàn thành đủ thời gian cách ly mà không ai mắc bệnh. 14 ngày cách ly là việc làm cần thiết khi mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tính đến thời điểm này, 100% công dân tại khu cách ly tập trung Tà Lèng không ai có biểu hiện yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Trang truyền cơ sở của Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.